chạy tới đói bụng vì mình ghé cho mình ăn đó, cơm mình nấu sẵn đây nè đó. Cơm nấu sẵn, đồ ăn ở nhà giờ nấu sẵn, bây giờ chỉ có quay lại ăn thôi đó, bỏ cho mình quay đây nè, máy làm nóng á, bỏ vô đó. Ok, bỏ vô mấy người quay quay ăn thì thôi, thì cuộc sống mà ở đâu cũng phải làm, ở đâu cũng phải ăn thôi đấy, không có cái gì mà ngồi không mà có ăn á, phải làm hết trơn á. Giờ ngồi quay chờ được 6 phút, cơm ăn đây, cơm canh chua đâu ngon. Thank you.
xong là bắt ra chạy được tiếng hồ bắt đầu nó kẹt xe nè. Đó, bây giờ là giờ ngay giờ cao điểm 5 giờ rưỡi chiều cho nên người ta đi làm về nó kẹt. Thường bắt đi mấy cái đường ít nó kẹt lắm, nhưng mà bữa nay bắt đi hơi trễ cho nên nó kẹt. Chạy nãy giờ là chạy hết 5 tiếng đồng hồ đó, bây giờ ghé vô đi ngủ. Ngủ đầu ngày mai vẫn chừng 8-9 giờ gì chạy tiếp. Thường mà mày xe tải cho ngủ, muốn ngủ là phải có chỗ vô đàng hoàng. Giống như đây là nó cái xăng bên tay phải là thấy không, cái xăng hai lên đó là của xe tải, cho mình vô đó mình ngủ. Hay hoặc là những cái chỗ mà nghỉ ngơi của xe tải mình vô đó mình ngủ được mới có chỗ, chứ còn không là không có chỗ ngủ đâu. Đó, thấy không, xe tải ngủ qua đậu quá trời chứ không. Đó, phải có những cái chỗ gì là mình mới đậu mình ngủ được, còn không là không có chỗ để mình ngủ đâu. Đây xe tải rất là bự, không có dễ ngủ đâu. Giờ vô hơi trễ nên giờ không biết có chỗ đậu hay không, hy vọng là sẽ có được chỗ để đậu. Đó, chạy giờ là xong một ngày đó, giờ là 11 giờ đêm rồi. Ok, bây giờ ngủ thôi hết. See you tomorrow hết. Ai.